Kỳ Lân Luxury xin trân trọng giới thiệu sản phẩm túi Plaza Epsom phối da cá Alligator Grey thu hút đấng mày râu với tông màu xanh pha lẫn xám cực kỳ sang trọng. Sử dụng da Epsom giúp đứng form, chống thấm nước và độ bền cao đã giúp sản phẩm thêm cuốn hút. Vân da cá sấu Alligator ở bề mặt flat kết hợp cùng logo Kỳ Lân Luxury được khéo léo in chìm hình vương miện trên góc túi, kéo lớp khóa ngoài với 3 ngăn chính giúp chủ sở hữu đựng cả thế giới đồ thiết yếu. Đặc biệt bên trong túi được ưu ái thiết kế ngăn nhỏ có khóa kéo riêng để đựng những vật dụng nhỏ. Có thể nói, sở hữu chiếc túi Plaza Epsom phối cùng cá sấu Alligator Green Grey không chỉ khiến bạn trở nên thu hút hơn mà còn nâng tầm giá trị bản thân trong thế giới đồ phụ kiện cao cấp. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất. Tại đây, Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân hotline 0901 247 247. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.